Cái đang sướng gì vậy? Cái sân chơi hay là cái sân cho bà? Sân cho con. Ồ, cho con mà con chơi á hả? Buồn quá lấy màu ra sân chơi á hả? Con đang sáng tạo một cái hộp đựng đồ chơi. Rồi cái màu này là xong hay là còn vẽ gì trên cái màu này nữa không? Mọi người chờ xem các vẽ được cái gì nha. Con nhà cái gì đó hả? Hồi nãy trước đó con bóc một miếng rồi đúng không? Đúng không? Hả mình kể. Không có cần gì nữa. Kìa. Ting 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 bong bong bong. Ting 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 bong bong bong. Ting 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 bong bong. Giật kìa. Cho mẹ đi vô nồi á. Nhá. Đau bụng mẹ nè, con làm đau bụng mẹ nè. Rồi không có đi ra nữa. Thôi, không đi ra nữa. Con mà đi ra con ăn miếng mẹ đánh đòn luôn. Mấy giờ? Đó tới giờ 10 giờ rồi. Nói sao 7 giờ không ăn nữa mà vậy đó. Thôi giờ cho ăn chưa? Cơm với lạp xưởng này chịu không? Thôi khỏi nói chơi. Mẹ nói chơi nha, không có ăn nha. Nhưng mà cái này có cái loại nó bán lột sẵn á. Cho hưởng. Cái gì vậy ta? Con mở lắp dầu ra đi. Không ai hỏi con có gì. Ok, ba mẹ để con mở nó ra nha. Để coi ở trong cái gì. Ba mẹ quá trời luôn. Sao vậy? Bị gì vậy? Nó là như vậy. Hơi xỉu xỉu. Ôi 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 ôi. Em. Em. Phụng vấn nhanh nè. Nhiều mật thẳng thốt vậy. Hôm bữa tối mà các ăn dụng á. Tại sao em không cho các ăn dụng vậy? Chứ cái bụng cho bá rồi. Không cho ăn đêm nữa. Bao nhiêu ký? 2 ký. Sao không cho tập thể dục mà cấm ăn đêm? Bữa giờ có đi tập được đau dịch không thấy hả? Mập cũng tốt mà. Mập à, tại cái bụng bụng quá hả? Cán ơi! Cán hồ! Ba nói con bụng bự kìa. Mẹ nói ba là cá bụng bự. Không tin ra đây coi nè, bằng chứng nè. Tối hôm bữa con ăn dụng nhớ không? Ba hỏi con tại... đâu có nghe cái gì đâu. Thì đó, bây giờ ba hỏi tại sao là mẹ không cho con ăn, cái mẹ nói con mập. Ba nói ok, con nít mập cũng tốt mà. Cái mẹ nói không được tại vì bụng nó bự quá rồi. Cái ba hỏi làm sao, cái mẹ nói là bụng nó bự tè le vậy nè. Rồi giờ con phản ứng thì sao? Mà bụng con có bự không? Thiệt không?
cho mọi người coi bụng bự cái coi.